Đắk Lắc về, Bến Xe Đắk Lắc về đây. Thầy A Nan. Không, này thầy A Nan chị. Thầy A Nan là đầu tiên. Đầu tiên theo thầy. Đó cô chú anh chị. Mình không, mình mến mộ thầy, mình tới mình chia sẻ những lời hay ý đẹp cho bà con ở ở gần ở xa xem á chị. Dạ, thì giống như thầy đang đi vậy đó. Đó. Dạ. Thầy kia thì mình phải bỏ bớt thôi. Nhưng mà mình thấy thì mình không muốn thấy thật rồi được không? Nhưng thật tế mình ngồi ở nhà mình coi, mình học quá nhiều. Rồi giờ có ấy cỡ nào rồi cũng vậy thôi. Đó cô chú chị. Xả rồi đi hết à. Các cô Phật tử ở đất Bình Dương mình. Ở đất Bình Dương mình chia sẻ rất là nhiều nha. Nãy giờ. Cái này là thầy Thích A Nan. Không có cho vô chị. Chỉ là giờ thầy nghỉ trưa rồi. Thầy A Nan vô không cho. Không có cho vô cô chú anh chị. Đó. Giờ thầy đang nghỉ ngơi không có cho vô. Ngay cả một cô theo thầy Thích Hướng Tệ từ đầu mùa tới cuối mùa bây giờ mà cũng không có vô được nữa cô chú anh chị. Đó. Không cho vô. Đây là ông thầy thưa thầy Thích Minh Tạ A Nan. Dạ, là người đâu cùng đồng đi bộ hành đầu tiên với thầy. Ơi, quay cái thằng này đi, thằng này đồng tháp nè. Ôi, đẹp trai ghê chưa mày, hả mày? Ôi, cái thằng nó đồng tháp kìa, quay nó luôn, nó đồng tháp đó, nó đi đó thầy rồi đó. Đó, cô chú anh chị ơi, từ Đồng Tháp lên Bình Dương này. Thôi, bây giờ em đi tới, em đi ngoài Đắk Lắk rồi. Đi tới ngoài Đắk Lắk luôn hả chị? Em đang đi nè, xem. Dạ. Dạ, thầy đi ngược cái gì đây mà. Thầy đi ngược cái gì miền Tây mình mà. Giờ mới đi ngang hả? Nãy giờ này là đi về hướng đi về miền Tây mình. Đó cô chú anh chị. Rất là đông luôn. Đây nè, hai bên đường nè cô chú anh chị. Hiện tại giờ rất đông. Đó. Đến nơi thầy đây là cô chú anh chị gần đây là chỉ có thầy A Nan không rồi chú. Dạ. Đã đánh về phải không? Ở trên trển về cô chú. Mình khi nào mình thấy sư thầy về đây như thế nào chú? Phải nói là rất là vui mừng, rất là phấn khởi, rất là tâm thởi. Mình sau bao ngày mong đợi phải không? Bao nhiêu ngày mong đợi, phải nói cực kỳ. Ngay cả con cũng vậy nè. Sao bao nhiêu ngày mong đợi mà là, hôm nay là muốn khóc đó, đây là nói là dưỡng cho gà muốn khóc nói luôn cô chị. Thấy là chỉ nghe nói thấy là phải nói là cái này là sư, này là sư A Nan đi cùng thầy từ đầu lúc đầu là bị mấy đầu là mấy ông đó mới về đến cũng về đến ông lên năm phải không? Dạ. Lên năm bây giờ về. Dạ rồi cũng có một thầy sư Minh Thiện cũng đang bị mất ở trong ngoài viên trọng á. Thì tụi em đang chăm lo cho thầy giống đây. Thì hãy mà chú có coi vô.